khi tranh chức thì quan nào cũng khỏe, khi sổ khám thì quan ta lại nặng ra bệnh. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau là một thành ngữ của dân gian Việt Nam ý nói là khi có lợi ích tức là ăn cỗ thì phải là người đi trước để giành phần hơn, còn khi khó khăn tức là lội nước thì lại phải nấp sau người khác để mà họ gánh rủi ro cho. Thành ngữ này chỉ tính khôn lỏi, ma mãnh của một số người ngày nay quan chức của đảng cộng sản cũng đang sống theo phương châm như vậy một chính quyền tử tế qua giáo dục và cả sự làm gương của những người có trách nhiệm thì xã hội sẽ trở nên tốt đẹp không có một nhà nước vô đạo đức gian manh và thủ đoạn nào lại có thể tạo ra một xã hội thái bình người dân sống tử tế với nhau cho được cha nào con ấy nhà nước nào thì xã hội như thế không thể có một công thức khác khi ra tòa nguyễn đức trung đã hô hoán là mình bị ung thư chính quyền của đảng cộng sản việt nam chưa bao giờ là một nhà nước tử tế bởi nếu tử tế thì họ đã không dựng lên cả bộ máy tuyên truyền để bao che cho cái xấu và bịa ra những chuyện tốt rồi nhồi vào đầu người dân cả nước đến như thế người tử tế thì không lừa gạt không dối trá chính quyền cũng như thế chính quyền tử tế không lừa gạt không dối trá với dân ăn cỗ đối với quan chức của đảng cộng sản có hai loại mâm quyền lực và mâm tiền bạc khi nào phân chia mâm quyền lực là quan chức vội vàng chạy trước giành phần hơn. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đã giành hết những miếng quyền lực ngon nhất, đạp lên điều lệ của đảng cả về tuổi tác, sức khỏe và giới hạn nhiệm kỳ. Chính ông làm gương cho toàn đảng rằng phải ăn cỗ thì phải đi trước thì làm gì quan chức không nói theo. Một ví dụ về quan chức sống theo phương châm trên là Nguyễn Đức Trung. Khi còn là giám đốc công an đầy quyền lực ở thủ đô Hà Nội, cần tranh giành chức chủ tịch ủy ban nhân dân ở thành phố này thì ông khỏe như vầm lúc nào ông cũng muốn chứng minh điều đó bằng cách đi phầm phầm và làm việc nhanh nhẹn tuy nhiên sau khi bị tóm cổ cho vào lò thì ông lại la toáng lên rằng ông đang bị ung thư đấy là mẫu người mà khi ăn cỗ thì tranh phần sớm nhất còn khi lội nước thì dùng bệnh ung thư để mà kiếm cớ thoát tội khi ra tòa bà nguyễn thị thanh thủy là em họ ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đây bỗng hồ sơ bệnh án bị tèo não. Mới đây khi ra chiếc phảnh máu ngựa, bà Nguyễn Bạch Thùy Linh miếu máu nói rằng bị cáo đang bị bệnh hiểm nghèo, bị ung thư đã di cặt lên phổi, xin hội đồng xét xử, xem xét. Tất nhiên những người này không nói xuồng, họ đều có giấy chứng nhận của bệnh cả, bởi trước tòa cái giấy xác nhận có chữ ký của bác sĩ và con dấu bệnh viện là có trọng lượng nhất ông Nguyễn Đức Trung trước đây cũng có giấy chứng nhận bị bệnh ung thư. Mới đây nhất, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, em nhà chú của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng được xác định là mắc bệnh teo não. Được biết, hồ sơ bệnh án mới được gia đình cung cấp cho tòa. Có lẽ nếu bà Thủy không bị pháp luật sờ gáy thì chưa chắc gì bà có hồ sơ bệnh án nguy hiểm đến như thế. Chuyện với quan chức của nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam bỗng nhiên có bệnh là câu chuyện đã có từ rất lâu nhiều quan chức đã dùng các bệnh án này để mà tìm cách thoát tội. Trước đây, một nữ biên tập viên của VTV, con gái của ông tổng giám đốc đài truyền hình VTV, khi ra nước ngoài bỗng ngứa tay lấy đồ của cửa hàng rồi bị bắt tại châu Âu. Một lần cô này bị bắt tại Thủy Điển và một lần khác cô bị tiếp tục bị bắt tại Anh Quốc. Tuy nhiên cả hai lần cô đều thoát án vì có giấy chứng nhận tâm thần từ Việt Nam gửi sang. Và giờ đây khi mà quan chức bị dính án tù thì họ lại chạy trọt cho được hồ sơ bệnh án để nộp cho cơ quan điều tra để mà được giảm nhẹ tội. Trò khuôn danh này đã ăn vào máu của người Cộng sản từ rất lâu rồi. Khi ra tòa, bà Nguyễn Bạch Thủy Linh cũng bổ lưu bổ loa nói rằng đang bị bệnh ung thư. Ở nước ngoài, lãnh đạo nào dám làm, dám chịu, nếu họ sai thì họ từ chức chứ không bám vào mâm cỗ quyền lực lấy được nhưng tổng bí thư nhà ta một đảng cầm quyền như thế với những quan chức cùng một ruột như thế thì lấy đâu ra một xã hội Việt Nam tử tế cho được? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể Báo.đ với bản tin khi tranh chức thì quan nào cũng khỏe khi bị bắt thì quan ta lại nặng ra bệnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Binh hùng tướng mạnh trong tay, Tô Lâm chỉ gãi ngứa cho Nguyễn Thị Thành Nhàn. Vào ngày 9 tháng 1, ông Tô Lâm cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu C03 đã bắt giam ông Lã Tuấn Hưng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng. Ông Hưng bị bắt giam vì cáo buộc vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Thêm người bị bắt liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tổng công ty cổ phần xây dựng sông Hồng là một công ty góp phần vốn của nhà nước, trong đó đại diện cho phía nhà nước là Bộ Xây dựng chiếm 49%, một số cá nhân chiếm 46,4% và còn lại là các tổ chức. Nhà nước chiếm tỷ lệ góp vốn lớn nhất nên đây cũng được xem là doanh nghiệp nhà nước. Như vậy chính sách doanh nghiệp con cưng của nhà nước đã cấu kết với bà Nguyễn Thị Nhanh Nhàn để hình thành lên nhóm lợi ích ăn chia với nhau số tiền rất khủng. Bà Nhàn được xem là người phụ nữ chăn vua khi thông tin ngoài luồng cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng là người tình của người phụ nữ nổi tiếng này Sự kết hợp giữa IC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tổng Công ty của phần Sông Hồng không biết ai nhờ ai trong liên minh này Nó đang còn là điều bí hiểm Ở tại quê nhà Bắc Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn không chỉ dính đến Sở Y tế Bắc Ninh mà còn thọc tay vào Sở Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, khi đấu thầu dự án mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm và thiết bị văn phòng mới 100% cho Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh, IC trúng gói thầu gần 103 tỷ đồng. Chỉ sau đó chưa đầy nửa tháng, vào ngày 18 tháng 8, IC lại tiếp tục trúng gói thầu tương tự tại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh giá gói thầu này là 159 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là con mồi rất khó vồ với ông Đại tướng Tô Lâm và ngay cả với ông Tổng Bí Thư Giả Nùa Nguyễn Phú Trọng. Giờ đây bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã cao chạy xa bay, còn ông Tô Lâm thì phải tìm mọi cách để mà tóm cho được người phụ nữ này nhưng mãi vẫn chưa thành công. Thông tin của tờ nhật báo TASS của Đức cho biết bà Nhàn đang ở Đức và phía Đức từ chối yêu cầu dẫn độ bà Nhàn từ phía Việt Nam. Cho đến nay đã có hai vụ án dính với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đưa ra tòa, tuy nhiên cả hai vụ án này đều xử vắng mặt bà Nhàn. Mà bà đã cao chạy xa bay thì có xử bao nhiêu năm tù vẫn không có ý nghĩa, bà vẫn ung dung sống ngoài vòng pháp luật. Giờ đây ông Tô Lâm cho tấn công mạnh vào quê hương của bà Nhàn cũng chỉ là để gãi ngứa đối với người phụ nữ nổi tiếng này chứ không thể trừng trị được bà quan hệ chính trị và kinh tế thân hữu đan xen với nhau như hình với bóng. Ở đất nước này, tham nhũng bằng cách vòi tiền là cách ăn tiền lẻ. Tham nhũng tại Việt Nam hiện nay đã ở tầng cao hơn, đó là tham nhũng chính sách và cao hơn là tham nhũng quyền lực. Phổ biến nhất là tham nhũng chính sách, nó vừa tầm đối với cấp ủy viên Trung ương Đảng hoặc ủy viên Bộ Chính trị khi có quyền lực trong tay, thì chính sách làm lợi cho sân sau được tạo ra và từ đó nhóm lợi ích nổi lên nhung nhúc như nấm sau mưa. Và IC của bà Nhàn là một trong số đó. Thời Hoàng Kim nhờ buôn vua mà chính quyền tỉnh và cả doanh nghiệp nhà nước đều phải cộng tác với bà, thậm chí là phải nhờ và người đàn bà này. Ông Đại tướng Tô Lâm cũng hết sức bất an, vẫn đang bất lực chung Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vụ án IC là vụ án quan trọng hơn nhiều vụ án khác bởi những thông tin riêng và cả thông tin từ báo chí quốc tế cho biết đây là vụ án chính trị dưới vỏ bọc vụ án kinh tế. Bà Nhàn từng chăn vua hàng loạt khi bà đang bị truy lùng, các vua đấy cũng sẽ tìm mọi cách để mà bảo vệ bà, bởi vì bảo vệ bà cũng chính là bảo vệ sự nghiệp chính trị của họ. Vì thế, dù quân hùng tướng mạnh trong tay, nhưng Tô Lâm cũng chỉ đủ sức gãi ngứa cho người phụ nữ này, mà chẳng thể làm gì được, ít nhất là cho đến bây giờ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Binh hùng tướng mạnh trong tay, Tô Lâm chỉ gãi ngứa cho Nguyễn Thị Thành Nhàn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm